chương trình đọc truyện đêm khuya giới thiệu bộ sách Diễn giải Kinh Pháp Cú, dịch giả Viên Chiếu. Pháp Cú 76. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không sống. Phẩm: một người được kho báu tinh thần. Câu Pháp Cú này được Đức Thế Tôn giải tại Kỳ Viên liên quan đến tôn giả Raha. Trước khi trở thành Sa Môn, Raha là một bà La Môn nghèo ở Xá Vệ. Quyết định đi tu, anh đến tỉnh Xá làm đủ các việc như cắt cỏ, quét phòng, xách nước rửa mặt. Các tỳ kheo đối xử với anh rất tử tế nhưng không chịu nhận anh vào tăng đoàn. Kết quả là anh càng ngày càng ốm đi. Một sáng nọ, Đức Thế Tôn quan sát thế gian, thấy Bà La Môn có thể chứng được quả vị A-la-hán. Ngài đến dạo quanh tỉnh Xá, rồi qua chỗ Bà La Môn hỏi: "Này Bà La Môn, anh làm gì ở đây?" Bạch Đức Thế Tôn: "Con làm mọi việc lớn nhỏ cho các tỳ kheo." "Anh có được đối xử tử tế không?" Bạch Đức Thế Tôn: "Có, con được ăn thức ăn đầy đủ, nhưng quý thầy không cho con xuất gia." Đức Phật liền nhóm họp các tỳ kheo rồi hỏi: "Này các tỳ kheo, có ai nhớ một việc làm nào của Bà La Môn kia hay không?" Trưởng lão Xá Lợi Phất thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, khi con khất thực ở thành Vương Xá, anh ta cúng dường cho con một muỗng đầy thức ăn của chính anh ta. Con nhớ rõ nghĩa cử đó." "Này Xá Lợi Phất, một người đã làm một việc như thế không xứng đáng thoát khỏi phiền não hay sao?" "Thưa vâng, con sẽ thu nhận anh ta vào tăng đoàn." Sau khi gia nhập tăng chúng, anh ta được một chỗ ngồi trong trai đường ở phòng ngoài. Cháo và những thức ăn khác lâu ngày khiến anh ta cũng phát chán. Trưởng lão Xá Lợi Phất cho anh ta đi khất thực chung, thường xuyên răn nhắc chỉ giáo: "Con phải làm điều này, không nên làm điều nọ." Vì tỳ kheo cung kính tuân theo, hành đúng lời dạy, đến nỗi chỉ trong một ngày đã chứng được quả vị A-la-hán. Trưởng lão cùng ông đến chỗ của Đức Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống. Đức Phật đón tiếp thân thiện rồi hỏi: "Này Xá Lợi Phất, đệ tử của ông có dễ dạy hay không?" "Vâng, bạch Đức Thế Tôn, thầy ấy rất dễ dạy. Bất cứ lỗi gì con chỉ, thầy ấy đều không hề chống cãi." "Này Xá Lợi Phất, nếu ông có đệ tử như tỳ kheo này, ông sẽ nhận cho bao nhiêu người?" "Con sẽ nhận hết, bạch Đức Thế Tôn." Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường. Trưởng lão Xá Lợi Phất là người có lòng biết ơn. Một bà La Môn nghèo chỉ cúng cho ông một muỗng thức ăn, cũng biết ơn và cho xuất gia làm đệ tử. Lại nữa, tôn giả Raha, người chịu khó nghe lời răn nhắc, đã có được một vị thầy kiên nhẫn chỉ dạy. Đức Phật nghe xong liền nói: "Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Xá Lợi Phất biết tỏ lòng biết ơn. Trong tiền kiếp, ông ấy đã từng như thế." Rồi Đức Phật nhắc đến tôn giả Raha:
Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo được chỉ lỗi, vị ấy nên tuân hành giới luật như Raha, và khi bị khiển trách không nên bất mình. Lý đáng còn phải xem người khiển trách mình như người chỉ cho kho báu. Rồi ngài nói pháp cú: nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không sống. Pháp cú 77. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính thương, bị người ác không thích. Phẩm: những tỳ kheo ương ảnh. Câu pháp cú này được Đức Thế Tôn giải tại Kỳ Viên liên quan đến các tỳ kheo ương ảnh. Câu chuyện bắt đầu từ Kitagiri. Các tỳ kheo này là học trò của hai vị đại đệ tử, nhưng lại xấu ác và không biết hổ thẹn. Thời gian ở Kitagiri, họ trồng và sai những người trồng cây cảnh và phạm đủ mọi hành xấu. Họ quấy rầy gia đình, đòi các thứ cần dùng. Họ làm cho các tỳ kheo đàng hoàng trong tỉnh xá khó chịu. Nghe được, Đức Thế Tôn quyết định tần suất họ khỏi tăng đoàn. Ngài cho gọi hai đại đệ tử đến và đổ chúng rồi nói: hãy tần suất kẻ không vâng lời, nhưng khuyên răn và dạy dỗ những người biết vâng lời. Người hay khuyên răn và dạy dỗ bị kẻ ít trí ghét bỏ, nhưng được người có trí kính mến. Rồi Đức Phật đọc pháp cú: những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính thương, bị người ác không thích. Hai đại đệ tử là Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên khuyên răn và dạy dỗ các tỳ kheo, một số vâng lời sửa đổi cố tật, một số hoàn tục, còn số khác bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Pháp cú 78. Chớ thân với bản ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Phẩm: trưởng lão Sa Nặc. Đức Thế Tôn dạy câu pháp cú này tại Kỳ Viên vì trưởng lão Sa Nặc. Có lần trưởng lão Sa Nặc nhục mạ hai đệ tử: từ ngày cùng Đức Thế Tôn Đại Xà Ly, tôi chẳng thấy có ai khác, thế mà nay hai trưởng lão này lại rêu rao: ta là Xá Lợi Phất, ta là Mục Kiền Liên, chúng ta là hai đại đệ tử. Nghe các tỳ kheo kể lại lời của Sa Nặc, Đức Thế Tôn cho mời ông đến rồi khiển trách. Ông im lặng được một hồi, nhưng sau đó lại tiếp tục chê bai hai trưởng lão. Thế Tôn lại gọi và khiển trách ông lần thứ hai, lần thứ ba. Sa Nặc, hai đại đệ tử là bạn tốt của ông, là bậc thượng nhân, hãy làm bạn với người tốt như thế và chỉ học tập nơi họ. Rồi ngài đọc pháp cú: chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Nhưng trưởng lão Sa Nặc tuy nghe lời Phật dạy như thế vẫn tiếp tục chê bai nhục mạ hai trưởng lão như trước.
các tỳ kheo lại bạch với Đức Phật và được Ngài dạy như sau: Này các tỳ kheo, bao lâu ta còn sống, các ông sẽ không dạy nổi Sa Nặc. Tuy nhiên, sau khi ta nhập diệt, các ông sẽ thành công. Và khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan hỏi Đức Phật phải đối xử với Sa Nặc như thế nào. Đức Thế Tôn dạy phải mặc tần. A Nan đã y lời Đức Thế Tôn, gọi Sa Nặc đến tuyên bố như thế. Ông lo âu buồn bã, cảm thấy thất thế, chứ không lên mặt như ba lần trước. Ông la lên: Bạch Tôn giả, xin đừng hại con. Từ đó, ông hết lòng chu toàn bổn phận, chẳng bao lâu chứng được quả vị A-la-hán và các thần thông. Pháp Cú 79. Pháp hỷ đem an lạc. Với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Phẩm Trường Lão Ca Pina. Đức Thế Tôn dạy câu pháp cú này tại Kỳ Viên liên quan đến Tôn giả Ca Pina. Câu chuyện quá khứ. Người thợ dệt và gia chủ. Xưa kia, Tôn giả Kapina đã phát nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara. Trải qua nhiều kiếp luân hồi, sau cùng Ngài xin làm người thợ dệt chính tại một làng dệt gần Ba La Nại. Lúc đó có 1000 vị Phật độc giác đã ở 8 tháng trong Hy Mã Lạp Sơn xuống núi đến vùng lân cận Ba La Nại để trú qua 4 tháng mưa, và 8 vị được phái đến yết kiến vua để xin chỗ ở. Nhưng đức vua đang bận rộn chuẩn bị lễ hạ điền nên trả lời thẳng thừng là không rảnh để lo, hẹn các vị trở lại vào ngày mốt, xong rồi quay lưng về cung, không mời ngay cả một bữa ăn. Các vị bèn quyết định qua làng khác. Tình cờ, vợ của người thợ dệt chính đi đến Ba La Nại, gặp các vị đảnh lễ và hỏi thăm: Thưa chư tôn giả, có việc gì mà các vị đến phi thời như thế này? Khi biết rõ mọi việc và vốn thông minh, thành tín, bà liền mời các vị thọ trai vào ngày mai, dù sau đó biết các vị Phật lên đến 1000, nhưng bà vẫn đoan chắc với các vị là làng này có 1000 thợ dệt và mỗi người sẽ lo cho một vị thực phẩm lẫn chỗ ở. Được các vị hứa khả, bà tức tốc về làng báo tin, rồi cho dựng rạp, sắp chỗ ngồi, chuẩn bị các món ăn thượng vị chờ đón. Cuối bữa ăn, bà cùng tất cả các phụ nữ trong làng đảnh lễ và thư thỉnh họ ở lại 3 tháng. Được nhận lời, bà động viên dân làng mỗi nhà một người xách búa rìu vào rừng đốn cây để dựng lều cỏ và lá. Mỗi nhà dựng một lều, có chỗ ở ban ngày và chỗ nghỉ ban đêm, tất cả 1000 cái. Và dân làng đã cung ứng đầy đủ mọi nhu cầu của các vị trong 3 tháng mưa. Đến ngày cuối cùng, bà thuyết phục mỗi nhà cũng cho vị Phật đã nhập hạ trong liều của mình một bộ y đáng giá 1000 đồng. Hết mùa an cư, các vị Phật cảm tạ và ra đi. Do công đức này, dân làng dệt tái sanh là một nhóm chư thiên ở cõi trời 33. Hưởng hết phước báo cõi trời, họ tái sanh làm những gia chủ ở Ba La Nại dưới thời của Đức Phật Ca Diếp. Người thợ dệt chính là con trai của một tộc trưởng, vợ anh ta cũng là con gái của một tộc trưởng.
Các cô lập gia đình với các ông trước kia đã là chồng mình. Một ngày nọ, nghe tin Đức Thế Tôn thuyết pháp, các gia chủ đưa vợ cùng đến tịnh xá. Vừa vào đến cổng thì mưa chút xuống. Những người có họ hàng với Sa Di hay tỳ kheo trong tịnh xá thì vào thất của các vị ấy trú. Còn đám gia chủ này chịu trận mưa vì không có thân nhân. Gia chủ trưởng cằn nhằn với người của mình: thật là kỳ cục, những người đàng hoàng đứng đắn như chúng ta đây lâm vào hoàn cảnh như thế này, thật là đáng xấu hổ. Và ông khuyên mọi người hồn tiền lại xây một tịnh xá cho Đức Phật. Gia chủ trưởng cúng 1.000 đồng, gia chủ khác mỗi người 500, các bà vợ mỗi người 250. Vì công trình quá quy mô với 1.000 ngọn tháp bao quanh nên nửa chừng hụt tiền, họ phải đóng thêm một nửa số tiền nữa. Khi tịnh xá hoàn tất, họ làm lễ khánh thành cúng dường chư Phật và tăng chúng suốt 7 ngày và tất cả 20.000 tỳ kheo mỗi vị một bộ y. Riêng vợ của gia chủ cũng đóng góp như mọi người, và với sự khôn ngoan, bà phát tâm cúng dường thêm cho Đức Phật một bộ y màu hoa Anoja trị giá 1.000 đồng với một bó hoa Anoja. Bà xin được xinh đẹp và có tên như hoa Anoja ở kiếp sau. Rồi Đức Phật hứa khạc, sau khi mạng chung, mọi người đều sanh thiên. Câu chuyện hiện tại: vua Kabina và hoàng hậu Anoja. Từ cõi trời, gia chủ trưởng tái sinh vào hoàng tộc xứ Kukutavati, tức là vua Kabina. Những người khác đều làm quan trong triều. Vợ của ông thì tái sinh vào hoàng cung xứ Mada trong thành Sagala. Nước da của bà y như màu hoa Anoja nên có tên là Anoja. Khi đến tuổi thành hôn, bà trở thành vợ của vua Kabina, hoàng hậu Anoja. Các phụ nữ khác cũng sinh vào nhà các quan, mọi người đều hưởng vinh hoa phú quý, y như vua, cũng cưỡi voi hoặc ngồi xe ngựa, cũng trang phục lộng lẫy. Vì đời trước họ và vua đều cùng làm phước y như nhau. Nhà vua có 5 con ngựa, một con dành cho vua và 4 con kia dành cho những người đưa tin. Một sáng nọ, Đức vua hạ lệnh cho họ phóng ra 4 cửa thành tìm khắp trong 2 đến 3 dặm xem có Phật, Pháp, Tăng hay không. Nhưng khi họ trở về đều không có tin tức gì. Một ngày kia, Đức vua cùng các cận thần cưỡi ngựa dạo hoa viên, thấy 500 thương nhân dáng người mệt mỏi đang tiến vào thành. Đức vua cho mời họ lại và hỏi thăm, hy vọng biết đâu nghe được tin lành. Họ từ thành Xá Vệ đến cách đây 120 dặm đường, và điều làm cho Đức vua run lên với 5 cảm xúc vui mừng là họ báo tin đấng giác ngộ Đức Phật đã ra đời. Ngập ngừng một lát vì không chế ngự nổi cảm xúc, Đức vua lắp bắp hỏi lại cho chắc: đạo hữu, quý vị nói gì? Đức Phật đã ra đời. Lần thứ 2, rồi lần thứ 3, vua nghe như thế và tặng cho họ 100.000 đồng. Xong, hỏi tiếp còn tin gì nữa không? Thưa đại vương, giáo pháp đã ra đời. Cũng như lần trước, Đức vua ngập ngừng vì không chế ngự được cảm xúc của mình, hỏi lại lần thứ 2, lần thứ 3, rồi cho 100.000 đồng nữa. Và khi được nghe tăng đoàn đã ra đời, họ lại được Đức vua ban thêm 100.000 đồng nữa. Đức vua quay lại nhìn cận thần của mình rồi hỏi: đạo hữu, hạnh phúc của quý vị là gì? Họ hỏi lại Đức vua: vậy còn hạnh phúc của đại vương là gì?
Phật đã ra đời, Pháp đã ra đời, Tăng đã ra đời. Ta không trở về cung điển nữa, vì đạo sư ta sẽ đi tu theo Ngài. Họ đồng thanh thưa: Thưa Đại Vương, chúng tôi cũng xuất gia như Ngài. Rồi Đức Vua viết thông điệp trên một đĩa vàng, trao cho đám thương nhân và nói với họ: Hoàng hậu Anuja sẽ cho các ngươi 300.000 đồng ngay khi nhận được thông điệp này. Vương quyền nay giao trọn cho hoàng hậu, hãy an hưởng phú quý vinh hoa. Và nếu hoàng hậu hỏi ta ở đâu, thì hãy cho biết ta đã lên đường xuất gia theo đấng đạo sư. Các cẩn thận cũng gửi thư về cho vợ tương tự như thế, và vua tôi của họ 1.000 người ra đi. Sáng sớm hôm ấy, Đức Phật quan sát thế gian, biết rõ được sự việc như trên, và còn thấy trước là họ sẽ chứng được A-la-hán với các thần thông, nên Ngài đã đến gặp họ, giống như một bậc chuyển luân thánh vương đến gặp thôn trưởng nhỏ. Đức Phật đáp ý ôm bát, lên đường đi suốt 200 dặm, đến ngồi bên bờ sông Kadahaga dưới một gốc cây đa và phóng hào quang 6 màu. Trên đường đi, nhà vua và các quan gặp một con sông tên là Aravaja, sâu 1 dặm, rộng 2 dặm, không có thuyền bè gì. Nếu cứ đi tìm thuyền bè thì già chết theo sau. Và với quyết tâm từ bỏ thế gian vì Tam Bảo, Đức Vua nguyện thần lực của Tam Bảo sẽ cho nước sông không còn là nước nữa. Rồi Đức Vua hướng về Đức Phật chú tâm: Ngài là đấng giác ngộ, bậc Thế Tôn, bậc Chánh Biến Tri. Trong khi chú tâm như vậy, vua và các quan trên lưng ngàn ngựa phi trên mặt sông như trên đá phẳng, không bị ướt dù chỉ đầu móng chân. Qua sông rồi, Đức Vua tiếp tục gặp một con sông khác tên là Nilavahana, sâu nửa dặm, rộng nửa dặm. Mọi việc diễn ra y như trước, chỉ khác là lần này Đức Vua chú tâm vào pháp bảo. Giáo pháp do Đức Thế Tôn thuyết, vi diệu thay, vi diệu thay. Đến con sông thứ ba là Kandahaga, sâu 1 dặm, rộng 1 dặm. Lần này Đức Vua chú tâm vào tăng bảo. Tăng đoàn của Đức Thế Tôn tối chân tránh thay. Qua sông rồi Đức Vua tiếp tục cuộc hành trình, thì trông thấy hào quang 6 màu từ thân của Đức Phật phóng ra. Cành, thân, lá cây đa đều như bằng vàng. Đức Vua nghĩ rằng ánh sáng này không phải của mặt trời, mặt trăng, rồng, thần Garuda, mà vì vua quyết đi xuất gia theo Đức Thế Tôn nên đã được Đức Phật thấy và biết. Vua lập tức xuống ngựa, nghiêng mình về phía hào quang, đến chỗ của Đức Thế Tôn. Vua bước vào Phật quang như bị ngập trong biển son, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi cùng 1.000 cận thần cung kính ngồi một bên. Đức Thế Tôn theo thứ lớp mà thuyết pháp. Cuối thời pháp, vua và các quan chứng được quả dự lưu, cùng đứng lên xin gia nhập tăng đoàn. Đức Phật quan sát biết rằng những vị này trước đây đã cúng 1.000 y cho 1.000 vị Phật độc giác, và trong thời Đức Phật Ca Diếp cũng cúng dường 20.000 bộ y cho 20.000 tỳ kheo. Với công đức này, họ sẽ được y bát do thần lực. Đức Phật liền duỗi tay phải ra và nói: Hãy đến đây chư tỳ kheo, hãy sống đời phạm hạnh, hãy đoạn tận phiền não. Ngay đó họ đều được 8 món cần dùng, thành các trưởng lão trăm tuổi. Họ bay lên không, đáp xuống đất đảnh lễ đạo sư và ngồi xuống.
Về phần các thương nhân đến hoàng cung, gặp được hoàng hậu đưa đĩa vàng, họ thuật truyền lại, và khi họ lặp lại tin Phật, rồi Pháp, rồi Tăng đã ra đời, cũng y như đức vua, hoàng hậu chấn động tâm can. Mỗi tin như thế, bà thưởng cho họ 300.000 đồng. Sau cùng nghe vua và các quan đều đã xuất gia thành tỳ kheo. Hoàng hậu triệu tập các phu nhân của các quan, kể lại chuyện và mọi người đồng hỏi hoàng hậu. Họ có nhắn gì không, thưa hoàng hậu? Họ giao toàn bộ tài sản, địa vị cho các bạn tự do an hưởng. Nhưng hoàng hậu định như thế nào? Nhà vua biết phú quý vinh hoa sẽ dẫn đến đau khổ, thì ta cũng như vậy. Ai lại quỳ xuống liếm nước bọt của vua nhổ ra? Ta không cần vinh hoa phú quý, ta cũng sẽ lên đường theo đấng đạo sư. Vậy chúng tôi cũng theo lệnh bà và xin xuất gia. Và hoàng hậu ra lệnh chuẩn bị cho 1.000 xe ngựa, rồi cùng các phu nhân lên đường. Cũng như đức vua trước đây, bà đến con sông đầu tiên, thắc mắc không biết làm sao, chỉ thì tìm dấu chân ngựa của vua nhưng không thấy gì hết. Nghĩ rằng chắc vua tuyên bố vì Tam Bảo mà từ bỏ thế gian, và nhờ đó qua sông. Hoàng hậu cũng nguyện y như vậy và chú tâm về Tam Bảo lực. Bà hạ lệnh cho 1.000 xe ngựa tiến lên qua sông như phi trên tảng đá phẳng. Cả đoàn và luôn cả vành xe đều không bị ướt. Cũng thế, bà qua 2 con sông còn lại. Biết bà sắp đến, Đức Thế Tôn biến hóa khiến cho các tỳ kheo trở nên vô hình, không ai thấy các ngài đang ngồi quanh Đức Phật. Hoàng hậu đến gần, trông thấy hào quang chiếu sáng, bà cũng nghĩ như đức vua trước đó. Gặp Đức Thế Tôn, bà đảnh lễ cung kính đứng một bên thưa hỏi. Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ Kapina đã đến đây và thưa với Thế Tôn từ bỏ thế gian về đấng đạo sư. Hiện nay đức vua ở đâu, xin chỉ cho chúng con được biết. Đức Phật dạy: Hãy ngồi xuống đây, các con sẽ gặp ông ta ngay bây giờ. Các bà rất vui vì nghĩ rằng ngồi đó sẽ được thấy chồng mình, và họ ngồi xuống. Đức Thế Tôn thuyết pháp theo thứ lớp. Cuối bài pháp, hoàng hậu và đoàn tùy tùng đều chứng quả dự lưu. Trưởng lão Kapina và tùy tùng nghe Đức Phật thuyết pháp cho các bà, liền chứng được A-la-hán cùng với các thần thông. Ngay đó, Đức Thế Tôn chỉ các tỳ kheo cho các bà thấy. Sở dĩ Thế Tôn làm như vậy vì e rằng các bà thấy chồng mình đắp y vào, đầu trọc, sanh tâm phiền muộn, không thể chứng được đạo quả. Khi niềm tin của các bà đã vững chắc, Đức Phật mới chỉ cho thấy các tỳ kheo, lúc đó đã là bậc A-la-hán. Và các bà đã sụp lại trước các vị tân A-la-hán này, rồi thưa: Thưa chư tôn giả, các ngài bây giờ đã đạt đến cứu cánh của đời tu. Rồi họ đảnh lễ Đức Thế Tôn, cung kính đứng một bên và xin được gia nhập tăng đoàn. Vài tỳ kheo nghĩ rằng Đức Thế Tôn sẽ giao cho tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, nhưng Đức Thế Tôn lại bảo họ đến xá vệ, vào tịnh xá của tỳ kheo ni. Họ đi bộ suốt 120 dặm, nơi nào cũng được dân chúng đối xử tử tế và tôn kính. Họ được nhận vào ni chúng và chứng được A-la-hán. Đức Thế Tôn dẫn 1.000 tỳ kheo bay lên không về tới kỳ viên. Tại kỳ viên, tôn giả Kapina đến chỗ ở ban ngày và chỗ ngủ ban đêm, thốt lên: Ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Các tỳ kheo nghe được liền báo cho Đức Thế Tôn, nghĩ rằng chắc ông nói vì hạnh phúc quyền thế khi còn là vua. Đức Thế Tôn gọi ngài đến hỏi:
tại sao lại nói về hạnh phúc của tình yêu và quyền thế? Ngài thản nhiên trả lời rằng, chắc chắn Thế Tôn thừa biết Ngài có thốt những lời như thế hay không. Đức Thế Tôn liền nói với các tỳ kheo, này các tỳ kheo, đệ tử ta nói như thế không phải liên quan đến quyền lực. Ông ấy đang uống nước pháp và hạnh phúc trong chánh pháp. Niềm hoan hỷ của ông ấy liên quan đến niết bàn bất tử. Rồi Đức Phật đọc pháp cú: pháp hỷ đem an lạc, với tâm tư thuần tịnh người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.